ngày 12 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn, qua rà soát làm thẻ căn cước công dân, đã tìm ra một người địa phương lưu lạc ở miền Nam suốt 39 năm. Đó là trường hợp ông Trương Văn Phong, sinh năm 1964. Qua tìm hiểu, năm 1984, ông Phong có cự cãi với cha mẹ, sau đó ông Phong bỏ đi biệt tâm. Gia đình tìm kiếm nhiều năm nhưng không có thông tin. Chính quyền địa phương sau một năm tìm kiếm cũng đưa ông Phong vào diện mất tích. Đầu tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã An Ninh nhận được điện thoại từ Công an phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, xác minh danh tính ông Phong khi nghe người này nói về thông tin quê quán ở thôn Cao Xuân, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nhằm làm căn cước công dân. Qua thông tin, ông Trương Văn Thường, xã đội phó phát hiện đó là anh trai mình, người mất tích 39 năm qua với các nhận diện riêng khi ông Phong đang ở quê. Qua tìm hiểu, khi vào Long Khánh, ông Phong khai tên thành Trương Văn Thạch, mưu sinh bằng nghề làm mướn, cần cù lao động. Tìm được người thân, gia đình ông Phong đã tổ chức đón về quê, nhưng khi về thì cha mẹ của ông Phong đã mất. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã trích lục tàng thư để cấp lại giấy khai sinh, từ đó mới có cơ sở cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, định danh cá nhân. Khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 12 tháng 11, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Thượng, xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Qua kiểm tra ban đầu, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định được thông tin lai lịch. Đặc điểm nhận dạng, nạn nhân mặc bên ngoài áo sơ mi sọc kẻ caro dài tay, bên trong mặc áo phông trắng và một chiếc áo phông xanh, quần bò dài màu đen và có đeo một chiếc vòng cổ bạc. Nạn nhân khoảng 35 đến 50 tuổi, cao khoảng 1m7, tóc màu đen. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã đến hiện trường kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 11 tháng 11, lực lượng chức năng cũng trục vớt hai thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam, đoạn thuộc địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Qua kiểm tra trên người hai thi thể nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định được thông tin lai lịch, chiều cao khoảng 1m7, tóc màu đen, độ tuổi khoảng 30 đến 35 tuổi. Nhiều kênh truyền hình quốc tế đang lần lượt rút khỏi thị trường truyền hình trả tiền Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trong tháng 10 và tháng 11, hàng loạt kênh truyền hình quốc tế đã biến mất trên các gói dịch vụ truyền hình trả tiền như National Geographic, NatGeoWild, các kênh chuyên về nội dung khoa học, khám phá, thiên nhiên. Kênh hoạt hình Baby TV cũng ngừng phát sóng ở Việt Nam. Cả ba kênh trên đều thuộc sở hữu của The Walt Disney Company Đông Nam Á và phân phối tại Việt Nam. Amazon Prime cũng ngừng cung cấp dịch vụ video tại Việt Nam. Trước đó, 12 kênh truyền hình thuộc quyền sở hữu của Disney Network Group Asia Pacific Limited cùng với 2 kênh truyền hình thuộc quyền sở hữu của Buena Vista International Inc. cũng ngừng phát sóng tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Khoảng trống mà các kênh này để lại sẽ là cơ hội cho các website lậu, vi phạm bản quyền, thu lợi bất chính lộng hành khi mà nhu cầu được xem thể thao, xem phim, nghe nhạc của người dân là rất lớn. Theo Similarweb, tại Việt Nam có hơn 200 trang web bóng đá lậu với 1,5 tỷ lượt truy cập trong năm 2022, 200 web phim lậu với 120 triệu lượt xem mỗi tháng. Có tình trạng khi ngăn chặn website lậu, các kênh này liền đổi địa chỉ IP, đổi tên miền nhanh chóng, chỉ mất 5 đến 10 phút. Đây là cuộc chiến vô cùng cam go, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử chia sẻ. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, vấn đề vi phạm bản quyền gắn với tội phạm có tổ chức thời gian qua, không đơn giản chỉ là hình thức livestream lên mạng mà còn gắn với tội phạm lừa đảo trực tuyến, cờ bạc trực tuyến, cho vay nặng lãi để cá cược bóng đá. Việc rút đi của các kênh truyền hình quốc tế cũng là cơ hội để cho các kênh truyền hình trong nước có thêm khách hàng. Nhưng nếu người dân tiếp tục ủng hộ các website lậu, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chính thống sẽ không mua nội dung bản quyền với chi phí cao nữa, điều từng xảy ra trong quá khứ. Khi đó, người dân cũng sẽ bị thiệt thòi. Ngày 12 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa lập 10 tổ công tác đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn, làm biển quảng cáo, đồ chơi xe máy trên địa bàn. Việc tổng kiểm tra nhằm tăng cường, quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố. Các tổ này đã kiểm tra 26 cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn, làm biển quảng cáo, đồ chơi xe máy. Qua đó, phát hiện có 7 cơ sở không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh,
14 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ 277 biển số xe máy, ô tô các loại không rõ nguồn gốc, 134 biển số có quốc huy, 143 biển số không có quốc huy. Tổ kiểm tra đã bàn giao hồ sơ, biển số xe không rõ nguồn gốc cho công an cấp phường tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Với các cơ sở kinh doanh vi phạm về phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, hành vi trưng bày, sản xuất biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp là vi phạm pháp luật, đồng thời tiếp tay cho đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật né tránh sự phát hiện của công an, gây khó khăn cho công an trong quá trình điều tra, truy bắt tội phạm, gây mất trật tự an toàn xã hội. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 12 tháng 11, bộ phận không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Từ đêm sẽ ảnh hưởng Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa rất to. Vùng ven biển cấp 4 đến 5, giật cấp 6 đến 7. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Trên biển, từ chiều 12 tháng 11, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng cấp 7, giật cấp 8 đến 9, sóng cao 2 đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng biển cao 2 đến 5 mét, biển động. Dự báo thời tiết ngày 12 tháng 11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, có nơi dưới 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Vùng ven biển có gió cấp 4 đến 5, giật cấp 6 đến 7. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, từ chiều chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên, Huế có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa rất to, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, cao nhất 28 đến 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ. Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ. Với diễn biến thời tiết này, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng các vùng trũng, thấp,